Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp tục điều hòa một cục. Mấy nay các bác hỏi nhiều quá nhưng mà hàng về thì chưa kịp mà quay để lên sóng. Cho nên cứ lên sóng dần dần các bác nhé. Lên sóng dần dần từng con một. Đấy, các bác nào thấy phù hợp con nào với số nào thì các bác alo chốt con đấy. Ở đây em lên sóng tiếp một con của hãng Haier. Điều hòa một cục. Con này chiều cao của nó vào khoảng 75 cm, chiều ngang vào khoảng hơn 30 phân. Đấy. Độ lạnh ra cửa gió rất là sâu. Đây, như con này đang test độ lạnh xuống khoảng xấp xỉ 10 độ C rồi. Một con của hãng Haier, điều hòa một cục, chạy vô cùng bền bỉ, khỏe, tiết kiệm điện, không cần lắp đặt gì cả, cứ cắm điện là các bác chạy thôi, không phải nạp ga với gì các bác nha, vì máy đã ổn định mọi thứ từ nhà sản xuất rồi. Đấy, con nào thiếu ga thì bác đã bổ sung ngay rồi, chuyên các bác về chỉ cắm điện là chạy thôi. Đối với dòng máy một cục này thì chả phải lắp đặt gì cả, dàn nóng đằng sau. Dàn nóng đằng sau có nhé, khe thoát nóng khoảng 5 phân, chiều cao khoảng 60 phân. Có hệ thống tưới tiêu nước tự động luôn, nước ở dàn lạnh ra đây sẽ được tưới lên dàn nóng này và tiêu hết cái lượng nước luôn. Cái này không cần phải đường ống thoát nước. Đây, nhiệt độ khi chạy tiếp xuống 7,2 độ C ạ. Đây là mặt dàn lạnh này các bác này. Dàn lạnh nhé. Tháo rất đơn giản thôi. Lưới này một thời gian nó sẽ bám các cái bụi ở đây thì các bác tháo vệ ra vệ sinh. Rất đơn giản. Đây, dòng máy Haier này. Dàn lạnh màu xanh. Rất là đẹp. Ống đồng 100% ạ. Ống đồng đỏ ầu các bác nhé. Ống đồng cực đẹp rồi. Ngồi ở đây chỉ có lạnh buốt người nữa. Ngoài vấn đề làm mát cho phòng thì mình có thể dùng để làm quạt thổi trực tiếp cũng được. Các bác chạy thổi trực tiếp cũng không vấn đề gì, vài tiếng đồng hồ cũng không sao cả. Đấy, điện không tốn nợ, nó chỉ có vài trăm watt thôi, vài trăm watt một giờ thôi, rất là tiết kiệm điện. Ga bọn này sử dụng đa số là ga 410, 8,9 độ C. Đấy, nhiệt độ điều chỉnh trên cái điều khiển này thì nó là chính là cái điều khiển đa năng của điều hòa treo tường, rất là dễ sử dụng thôi. Máy có các chức năng làm mát, hút ẩm và quạt gió, không có chế độ sửa ấm các bác nhé. Con này em để mã số 38, em viết nó ngược, mã số 38. Đang nào lấy thì các bác liên hệ giá 3,8 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Biến áp loại 2000 VA của hàng ngoài, 500.000 của công ty Liwa, 1500W là 500 ạ. Bác nào nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.